Hello, xin chào tất cả mọi người đã tới với kênh của Slipper. Các bạn ơi, hôm nay thì mình rất là bị đau răng nên á, mình kêu mẹ mình qua ông nhà bác sĩ Toby và khám răng cho mình. Trời ơi, cái răng của mình bị súng hết một cái răng rồi mọi người ơi, giờ cảm thấy rất là đau. Nếu như các bạn á, không chịu siêng năng đánh răng thì các bạn sẽ bị sâu răng như mình nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ đi tìm ông bác sĩ Toby thôi. Get go. Bác sĩ ơi, khám răng cho con bác sĩ ơi. Các bạn ơi, thì bây giờ chỉ có một mình tại cái nhà của ông bác sĩ Toby thôi. Mình nghe nói ông bác sĩ Toby là một người rất là đẹp trai luôn. Để mình xem ông đẹp trai như thế nào. Trời ơi, cái nhà gì mà đóng cửa như thế này, làm sao mình có thể thoát ra được. Bác sĩ Toby ơi. Hello bác sĩ Toby, sao không có ông bác sĩ nào hết ta? Ui, có chìa khóa nè, để mình lấy cái chìa khóa này và mình sẽ đi tham quan nhà ông bác sĩ Toby nha mọi người. Yeah, các bạn ơi, và mình đã lấy... Trời ơi, ông bác sĩ gì mà mặt ghê quá vậy? Ôi mẹ coi các bạn ơi. Trời ơi, mình bị lừa rồi mọi người ơi. Ông bác sĩ mặt xấu quá mọi người. Ông bác sĩ Toby là một con quái vật. Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Mẹ cho con đi khám nhà ông bác sĩ Toby. Trời ơi, bạn ơi, bạn đừng có khám bạn ơi. Không, bác sĩ Toby giết chết bạn mất tiêu. Oh my god. Trời ơi, các bạn ơi, mình không biết tại sao mà mẹ mình đưa mình vô nhà ông bác sĩ Toby. Mình là một đứa bé rất là ngoan mà mọi người. Trời ơi, cửa đâu? Các bạn ơi, cứu mình, trời ơi. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi. Oh my god. Trời ơi, hết hồn má ơi. Không, tí nữa là ông bác sĩ Toby á sẽ làm thịt mình và sẽ bán mình sang Trung Quốc nha mọi người. Wow, đây là nhà kho của ông bác sĩ Toby, rất là lớn luôn. Và bây giờ mình đi xuống qua cái hồng thấm hơi. Mình phải thoát ra khỏi cái chỗ này. Đây là một cái ống cống nhà ông bác sĩ Toby. Có rất là nhiều bạn đang khám răng như mình và bị ông bác sĩ Toby làm thịt, bắt buộc các bạn ấy cũng phải trốn như mình thôi mọi người. Rất là nhiều. Ui mấy bạn ơi, sao mấy bạn nhảy ngu quá vậy? Có một cái chút như thế này mà nhảy cũng không qua nữa mọi người, thấy không? Mình không hiểu nổi mấy đứa này nó nhảy kiểu gì. Chắc là nó chơi bằng điện thoại nha mọi người. Cắt gâu 1, 2, 3. Ba thằng này, ba thằng ngốc rồi mọi người ơi. Nó ngu quá mọi người, tính ra nó không biết nhảy luôn á. Có khi á, mình trốn thoát khỏi đây, mình về nhà mình ăn cơm, mình ngủ cho đã rồi mấy bạn này vẫn chưa thoát ra được nha mọi người. Get go. Còn một chút nữa thôi là mình sẽ thoát ra đây, càng nhanh càng tốt khỏi chỗ này. Hello bạn ơi, chờ mình với bạn ơi. Bin 113. À, các bạn là tên Bin. Oh my god, bác sĩ Toby nữa kìa. Lại bác sĩ Toby giết mình mất tiêu. Ôi bác sĩ ơi, đừng có bắt con. Bác sĩ ơi, con thịt dở lắm con. Bác sĩ ơi, thịt con hôi lắm, bác sĩ đừng có bắt con. Con vô dụng lắm, bác sĩ đừng có bắt con bác sĩ. Và bác sĩ Toby đã bắt mình rồi. No. Oh my god, ở đây là trong cái nhà vệ sinh mà má. Tính ra là mình, oh my god các bạn ơi, tính ra là mình chui từ cái ống cống của nhà vệ sinh đang bốc mùi hôi thối. Ai ỉa trong này mà thúi vậy? Ai ỉa trong này đây? Oh my god, các bạn comment xuống cho mình ai ỉa trong này mà chưa dội nước. Trời ơi ghê quá mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ nhấn cái nút này. Và bây giờ mình sẽ nhấn cái nút này để trốn thoát khỏi ông bác sĩ Toby nha mọi người. Nhanh lên. Rồi, ok. Và mình đã nhấn được cái nút đó và mình đã vô hiệu hóa được. Và bây giờ ông bác sĩ Toby nó vô đây, nó bắt mình luôn rồi mọi người. Nhanh lên, không là về với Chúa, không là đợt này không về nhà mét mẹ luôn ấy. Mình mà mét mẹ là mẹ mình vô đánh ông bác sĩ Toby này tiêu đời luôn. Get go. Ui, yeah. Oh my god, ông bác sĩ Toby đâu rồi? Hello bác sĩ Toby. Oh my god, thôi bây giờ mình sẽ thoát khỏi đây. Trời ơi bạn ơi, Binh ơi, Binh làm gì vậy Binh? Oh my god các bạn ơi, thằng Binh này đang tìm một cái súng. Mình không biết ở đây có súng. Ui, ở đây có cái súng này mọi người. Trời ơi, không phải là cái súng mà cái S có nghĩa là cái này là cái gì mọi người? Đây là một cái rìu có thể chém chết những con bác sĩ Toby. Get go. Trời ơi, không phải bác sĩ Toby lại là Yummy. Trời ơi, má ơi. Oh my god, mình nghĩ là có một cái cơn đại dịch khiến con zombie nó đã cắn ông bác sĩ Toby, nên ông bác sĩ Toby hiện nay đã trở thành một con quái vật nha mọi người. Get go. Đây. Mình vừa đạp một cái vỏ chuối xong. Get go. Trời ơi, sao mà bẫy chuột nhiều vậy? Bạn ơi, coi bạn có chừng bị bẫy chuột. Bạn ơi, bạn có chừng bị dính cái bẫy chuột nha bạn. Không là khỏi về nhà luôn ấy. Trời ơi bạn ơi. Bạn làm gì mà nhảy xuống kia dưới kia vậy? Trời ơi các bạn ơi, ở dưới kia là nhung nham núi lửa mà thằng Binh nó dám nhảy xuống dưới kia luôn. Mình không hiểu nổi nó luôn ấy. Rồi ok các bạn, cái này á, cái đường này rất là dễ đi luôn á, mà mình không hiểu á, thằng Binh nó chơi như thế nào mà đi không được luôn ấy. Ok, thoát ra thôi nào. Yeah. Ơi bạn ơi, sao mà bạn bị nhốt ở đây? Trời ơi, bạn đi khám răng mà bị ông bác sĩ Toby bắt ở đây à?
Các bạn ơi, làm sao mình có thể giải cứu được người bạn đồng hành cùng với mình đây? Có một bạn đang bị bắt ở đây, bị ông bác sĩ Toby bắt. Làm thế nào để giải cứu bạn này đây? Tại vì mình là một đứa trẻ con nên mình không có cái sức lực nào để gỡ khóa cái chỗ này hết. Để mình sẽ thoát ra khỏi chỗ này và mình sẽ trình báo với mấy chú cảnh sát để giải cứu bạn này nha mọi người. Let's go. Ơ trời ơi, bạn ơi, lại một người lại bị nhốt ở đây nữa. Nobita. Oh my god, các bạn ơi, mình phát hiện Nobita đang bị nhốt ở trong này. Mà Nobita này là Nobita Fest của Việt Nam nha mọi người. Thôi chúng ta sẽ tiếp tục đi giải cứu những cái bạn tiếp theo nha mọi người. Hôm nay mình vừa phát hiện ra một điều là ông bác sĩ Toby đang bắt giữ rất là nhiều đứa trẻ em luôn á. Để mình sẽ về, mình sẽ báo với ba mẹ mình xem ba mẹ mình sẽ giải quyết như thế nào nha mọi người. Let's go. Wow, và chúng ta đã trở lại căn phòng thí nghiệm của ông bác sĩ Toby. Cái căn phòng này mình nghĩ là do zombie nó đã tấn công căn phòng này. Đó, có thấy chưa, bác sĩ Toby. Oh my god, trời ơi, chạy thôi. Chú ơi, cứu con. Ông bác sĩ Toby đang phía sau. Ông đang cầm cái liềm dí theo mình kìa mọi người. Ông đang cầm bá đao dí theo mình kìa. Trời ơi các bạn ơi, mình phải chạy nhanh thôi, không là ông bác sĩ Toby sẽ giết mình. Mình sẽ chạy ngược đi mọi người, mình chạy ngược mới đẳng cấp đó. Các bạn thấy không, bây giờ mình đang chạy ngược luôn nha mọi người. Các bạn chưa thấy ai mà chơi biết như mình đâu. Mình chạy ngược để trốn thoát khỏi ông bác sĩ Toby nha. Let's go. Oh my god, chúng ta sẽ, trời ơi, đây là lên căn gác mái của ông bác sĩ Toby nè. Oh my god, nhà ông này sao mình nhìn thảm hại quá. Chắc là do những con zombie tấn công ông. Mình đã chết mất tiêu. Yeah, chúng ta đã hoàn tất xong hai cái cần gạt rồi nha mọi người. Và có một cánh cổng đã mở ra rồi. Chúng ta cũng phải đi về nhà thôi. Không biết là trong cái đoạn đường về nhà còn bao nhiêu km. Oh my god, các bạn phát hiện ra cái điều gì ở trước mặt mình không? Đó là những người bạn của mình đang bị bệnh zombie. Có khả năng mình đi qua bên kia là nó sẽ bắt và làm thịt mình nha mọi người. Nên mình hết sức cẩn thận để trốn khỏi những cái tên bạn bè này. Bạn bè gì mà cắn nhau thì cũng được rồi. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, no, no, no. Trời ơi, bạn đừng có cắn mình nha. Bạn mà cắn mình là mình về với chú luôn ấy. Oh my god. Đây là những đứa trẻ đã bị zombie, bị căn bệnh zombie. Oh my god. Trời ơi, những người này đã bị bệnh zombie rồi. Trời ơi, nó cắn mình nữa kìa. Các bạn thấy không, cái miệng của nó khác với chúng ta đúng mọi người. Cái miệng của nó là hình tròn, rồi chúng ta là dãy. Ok các cháu, chúng ta cùng phải thoát ra khỏi chỗ này thôi. Yeah các bạn ơi, và mình đã thoát ra được những tên zombie mini. Chúng ta cùng đến với một cái căn phòng tiếp theo. Ôi, trời ơi, có súng có đạn. Làm sao mình có tiền mình mua những cái thứ này được chứ? Nope. Oh my god, không biết là trước mặt mình là cái gì đây. Wow, các bạn biết tại sao không? Hôm bữa các bạn biết tại sao không? Mùa này là mùa đông, mình cảm thấy có tuyết nó đang rơi ở ngoài kìa mọi người, rất là nhiều tuyết. Không phải là tuyết mà mình đang ở trong một cái kho lạnh rất là lớn luôn. Oh my god. Ui, mình cảm thấy rất là khó đi luôn á. Không biết mình bay qua đây được không? Ui. Cái máy này là cái máy thông hơi nha mọi người. Cái máy này là cái máy thông hơi. Mình tưởng là cái máy tạo tuyết nữa chứ. Oh my god, mình phải bay qua khúc này. Ê, mình đi không được nha. Bây giờ cái khu vực này mình cảm thấy là rất là khó đi đối với mình luôn. Và không biết là mình sẽ thoát ra đây như thế nào. Tại vì mình lúc mình đi lên á là cánh quạt sẽ thổi mình bay ngược lại nên rất là khó bay luôn. Yeah, 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 yeah. Còn một tí nữa thôi là mình sẽ thoát ra khỏi chỗ đây. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi mọi người ơi, hết cánh quạt này lại đến một cái cánh quạt khác. Mình cũng không hiểu nổi luôn á, tại sao có nhiều cái cánh quạt như thế này. Oh my god, này rất là khó đối với chúng ta luôn. Các bạn chơi trò này các bạn cẩn thận nha. Và nhất là các bạn đừng có đi khám răng nhà ông bác sĩ Toby nha mọi người. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tí nữa là về với chú rồi. Oh my god, oh my god. Một xíu nữa thôi là chúng ta đã thoát được khỏi đây. Yeah. Oh my god. Rồi, ok các bạn, mình đã thoát được khỏi trên này. Oh my god. Oh my god. Trời ơi, chết nữa rồi. Sau đi. À, các bạn ơi, cái này y đúc là trò chơi con mực luôn.
Rồi, mình sẽ bay qua phím này. Hello bạn. Oh my god, đây là chính là con đường của mình nha mọi người. Không biết là cái thằng đó. Đó, các bạn ơi, thằng Suri nó đã bay chính xác rồi. Sao mình ngu quá vậy nè mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bay qua phím này nha. Rồi chúng ta sẽ bay qua phím này. Và chúng ta sẽ bay qua phím này. Chúng ta sẽ bay qua phím này. Rồi chết luôn. Trời ơi, sao hôm trước là mình quán quân trò chơi con mực. Nếu như các bạn xem tập trước của mình đã từng quán quân trò chơi con mực. Nhưng có điều là từ dưới đếm lên nha mọi người. Nope. Nên cái khả năng chơi cái trò này của mình ngu lắm mọi người à. Này. Đó, thấy chưa? Quá dễ dàng với mình luôn. À, bây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bay ngược lại và mình cứu thằng binh nha mọi người. Cứu thằng binh. Mình sẽ cứu thằng binh cho mọi người xem. Đó, đó, đúng rồi binh. Hay lắm binh ơi. Hay lắm Minh ơi. Cảm ơn tao đi mày. Đó, chúng ta sẽ trời ơi, cái gì má. Trời ơi, té gãy chân tôi. Trời ơi, cái chân của mình bị gãy rồi mọi người ơi. Xong, toàn rồi mọi người ơi. Cái chân của mình đã bị gãy rồi. Giờ mình phải làm như thế nào đấy. Mình đuổi mọi người đó, nghĩ sao mà gãy chân được. Wow, các bạn ơi, bây giờ chúng ta đang ở một cái vị trí rất cao. Ở dưới là một cái quạt thông hơi. Nếu mà mình rớt xuống dưới kia là mình sẽ bị chết. Mình cảm thấy mình rất là nguy hiểm luôn. Mình mà nhảy qua đây mà trượt cho một phát là về với chúa thôi. Get go. À các bạn ơi, bây giờ mình phải cần tắt cái hệ thống điện ở trong này. Để có thể cái hàng rào điện này nó sẽ bị tắt và mình có thể thoát ra khỏi bên kia. Chui qua bên kia. Rồi get go. Oh my god, sao mà nhiều vậy ta. Nhà toàn là tí lá da không. Wow, các bạn thấy không? Đây là cái bàn khám răng. À, cái này là cái bàn mổ mới đúng chứ. Bàn mổ để lấy nội tạng của mình bán vào sang Trung Quốc đấy. Yeah, mình đã tắt điện rồi nha mọi người. Cái điều đó các bạn thấy không? Đây là hệ thống điện đã được tắt rồi. Đó, mở ra thôi. Cái nhà của bác sĩ Toby gì mà rộng ơi là rộng luôn. Oh my god. Trời ơi, đánh bại chùm. Cái gì vậy má? Bây giờ chúng ta sẽ lấy cây súng đầy bác nha. Oh my god. Ê! Ông bác sĩ Toby nè mọi người. Ông bác sĩ Toby nè. Ui hai ông luôn. Trời ơi sao nhiều ông bác sĩ Toby quá vậy. Trời ơi các bạn ơi. Các bạn ơi. Chúng ta đã có rất là nhiều ông bác sĩ Toby. Nãy giờ là mình tưởng là có một người thôi. Nhưng mà rất là nhiều người luôn. Oh my god. Bác sĩ mà cầm cái đao ghê quá à. Đây là trước cổng bệnh viện. Ui. Không thoát ra khỏi chỗ này. Là nó giết mình. Ơi. Trời ơi sao mà nhiều bác sĩ quá vậy. Giết chết đi mày. Cái trâu có đâu. Còn một xíu nữa thôi. Đó các bạn ơi, các bạn thấy không? Ông bác sĩ Toby rất là cao lớn luôn. So với là mình nha mọi người. Ông bác sĩ Toby chắc cao là 2m đó. Mình chỉ cao 1m. 1m bẻ đôi thôi. Là 50cm thôi. Oh my god. Trời ơi làm sao mà thoát ra được đây. Bác sĩ ơi đừng có giết con mà. Đừng có giết con. Wow, và mình đã chiến thắng được ông bác sĩ Toby rồi. Và mình đã tiêu diệt ông bác sĩ Toby rồi mọi người. Các bạn ơi, các bạn ở nhà, các bạn đừng có để cho mình bị sâu răng. Nếu như mà các bạn để bị sâu răng, các bạn sẽ bị thăm ông bác sĩ Toby. Và các bạn sẽ bị giết chết đây. Get out, chúng ta đã thoát được ra khỏi chỗ này rồi. Oh my god, hello bạn ơi. Trời ơi, các bạn thấy cái ông kia, ông này là ba mình nha. Mẹ mình ở đâu thì mình cũng biết nữa. Và mọi người thì mình cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh Slipper Màu đạt được 1k sub đầu tiên nha mọi người. Đây là cái khung cảnh bệnh viện bỏ hoang của ông bác sĩ Toby. Và mình sẽ báo cái việc này cho mẹ mình. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày tốt lành.